Sáng nay, sau khi đi vào khu vực từ Thái Bình đến phía Bắc Nghệ An, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tại khu vực tỉnh Ninh Bình, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong ngày hôm nay 13 tháng 6 tiếp tục có mưa, có nơi mưa to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 ly, có nơi trên 60 ly. Trong sáng nay, trên đất liền có gió mạnh cấp 4, cấp 5, vùng ven biển cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Để chủ động ứng phó, huyện Kim Sơn đã khẩn trương và quyết liệt triển khai các phương án với mục tiêu giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong đêm qua và sáng nay, ngoài đê biển Bình Minh 3 cùng các tuyến đê khác trên địa bàn huyện Kim Sơn được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện theo dõi tình hình sát sao và triển khai các biện pháp ứng phó. Các địa phương đều huy động các tổ chức đoàn thể, các đội xung kích trực 24/24 giờ để sẵn sàng có mặt mọi lúc mọi nơi, kịp thời khắc phục sự cố khi xảy ra nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, diện tích sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của hàng ngàn hộ dân phía bên trong đê. Trước khi bão vào đất liền, tất cả các phương tiện tàu thuyền vùng biển Kim Sơn đã vào nơi an toàn. Tại khu vực đê Bình Minh 2 ra Cồn Nổi, các xã và ngành chức năng tổ chức di chuyển toàn bộ người dân khu vực trên vào nơi trú ẩn an toàn. Trước đó, huyện Kim Sơn đã chỉ đạo các địa phương kiểm tra bảo vệ các tuyến đê xung yếu để đảm bảo an toàn cho đê điều và phục vụ sản xuất. Các địa phương thực hiện công tác 4 tại chỗ, tổ chức lực lượng sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi cần thiết, yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện trực tiếp xuống cơ sở, nhất là vùng ven biển, đôn đốc cán bộ và nhân dân khẩn trương thực hiện đúng yêu cầu của tỉnh đề ra trong công tác phòng chống mưa úng.